Đây là quy trình giao chìa khóa, bao gồm bóp, hướng dẫn sử dụng xe nè, chìa khóa từ keyless. Rồi ngày hôm nay Ngọc, diễn viên Quách Ngọc Ngoan sẽ sở hữu chiếc Harley Davidson CVO Streetline với động cơ Milwaukee 114/2017 màu đen. Thì trên đây Motor Sài Gòn sẽ cùng chia sẻ với các bạn cái quy trình bàn giao xe của Harley Davidson Sài Gòn. Giờ đây là khu vực đồ thời trang. Để tiến vào khu vực đồ thời trang sẽ tặng cho anh Quách Ngọc Hoan một bộ áo thời trang, rồi đồ quần áo bảo hộ, giày. Đây là khu vực thời trang của Harley Davidson Black Label. Quay là người chất của khu vực ở đây là Quách Ngọc Hoan, thời diễn viên ảnh mua chiếc CVO Streetline của bên mình. Thì bây giờ mình sẽ có món quà cho anh. Ok. T-shirt, cái áo, mấy áo về áo thun thì tất cả. Bây giờ anh đang chọn một chiếc áo có hoa văn rất là đẹp của Harley Davidson. Bên ngoài khu vực trưng bày cái màu áo T-shirt rất là độc đáo của Harley Davidson, còn có áo sơ mi đây nè. Đây là cái, như bạn biết, đây là mẫu mới nhất luôn nè, mẫu kỷ niệm 115 năm của hãng Harley Davidson. Là mẫu mới luôn, rất là đẹp, giá là tầm 2,7 triệu một cái. Rồi tất cả mẫu áo mới kỷ niệm 115 năm thành lập hãng. Này hãng sẽ đặc biệt dành tặng riêng cho diễn viên Quách Ngọc Ngoan. Tiếp theo đó là sẽ qua tới khu vực đồ chơi xe. Đây anh Phong sẽ bàn giao contact với lại cái bộ catalog về các món đồ chơi phụ tùng của Harley Davidson, sau đó để khách hàng ở đây có thể là anh diễn viên Quách Hồng Hoan sẽ có thể tham khảo để custom theo cái sở thích và cá tính của mình. Rồi tiếp theo đó là khu vực service bảo trì bảo dưỡng. Giai đoạn đầu mình chạy từ 1.000 đến 1.600 cây á, là nên đem đến khu số vít chính hãng để bảo trì bảo dưỡng thay nhớ để họ kiểm tra. Và bây giờ là giai đoạn cuối cùng, là giai đoạn bàn giao xe cho khách hàng. Như các bạn biết là theo truyền thống của Lay thì khi mà bàn giao xe cho khách hàng tại Hà Nội hoặc là Sài Gòn, Đà Nẵng như vậy, khách hàng sẽ cầm rõ cái công đó. Như nó giống như là truyền thống rồi. Khách hàng sở hữu Harley Davidson sẽ tất cả khách hàng luôn, tất cả các mẫu xe khi mà sở hữu sẽ được gõ cái cồng chiêng này 3 tiếng. Đây 3 tiếng. Thì không ghi gì diễn viên Quách Ngọc Ngoan mà tất cả các khách hàng sở hữu xe giao chìa khóa tận tay.